Rồi thì hôm nay là mình tiếp tục trở lại với chuyên đề là lên cam độ cho Future 125. Thì xe anh này là có mở tua máy không? Thì trước á. Có mở tua máy rồi. Rồi có mở tua máy ở mình với lại làm thằng lần tăng cam là tính là năm năm ngoái là tháng mấy anh? Tháng 4 rồi đó, làm từ tháng 4 năm ngoái rồi đó. Tháng 4 năm ngoái mà hôm nay nữa là tới tháng tháng 6 rồi, hơn 4 tháng rồi đó. Hơn năm rồi nha anh em. Thì để mình nổ cho anh em nghe đây. Thì nói chung là và đạn cam rồi nó hơi là, nhưng mà nói chung là chạy bình thường anh em ơi. Rồi bền bình thường thôi. Bây giờ là mình sẽ thay cam độ cho ảnh nha. Rồi thì mình mới thay cho ảnh là dĩa 35 luôn nè, 16-35 nè, 14-35 chứ quên. Nhông thì không thay đổi nha. Còn anh em nào mà làm nồi mà thấy tiệm nào mà thay cái nhông 13 đó thì nó sẽ dư máy nha. 13 mà 36 là dư máy, thì mình đang là 14-35. Rồi mình hạ dĩa sau, tại vì lên cam độ là nó dư máy rồi, cho nên là mình hạ dĩa sau chạy cho đã. Rồi ok, là mới thay cho cái dĩa đó anh em ơi. Rồi tắt máy đi mày. Rồi thì là anh thay là cái thằng làm tăng cam là một năm rồi đúng không anh? Đúng rồi, từ tháng 4 năm ngoái tới giờ đó. Rồi mở tua máy thì chạy nhẹ không anh? Chạy nhẹ. Rồi ha, thì chiếc xe này là bây giờ là hôm nay anh thay là loại xo nồi cô Di á. Cô Di với lại cây cam độ. Rồi rồi với lại đi dĩa 35 nữa, mình nghĩ là nó nhẹ xe đó anh em ơi. Cho nó cũng bài luôn. Để mình thử rồi chút nữa kéo thử rồi nó lên sao nha. Rồi ok. Rồi bây giờ là mình sẽ tháo dàn áo ra nha anh em. Nó làm sao chạy được. Đúng rồi, bắt ngồi luôn không sao, tại vì sao? Tại vì bà làm không lấy cam là sao? Đó. Rồi ở đây là đầu bò đó bị xì mấy cái xin này, xì xin nắp tròn nữa nè, mình sẽ thay nha, thay cái xin nắp tròn này. Ok rồi, coi nắp xúc bắp có xì không, chút thay luôn. Ok ha. Rồi bây giờ là mình sẽ tháo bộ nồi ra để thay 36 cái lò xo cô Di vô nha. Thì ở đây là anh cũng xài ba nặng ba nhẹ rồi, thì nãy mình chạy là mình thấy là vô số nặng hơn là cái lò xo cô Di á, không biết lò xo nặng ở trong xe là lò xo như thế nào nha. Rồi rồi đây là anh đi xen kẽ ba cái lò xo độ nè, thấy không? Đó giờ là mình sẽ đi 6 cái lò xo cô Di luôn, bữa giờ là gắn chạy ngon lắm anh em ơi. Rồi 6 cái lò xo hiệu cô Di, rồi giờ mình vô thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ vô 6 cái lò xo nồi nha anh em. Rồi ok ha. Okay.
Nhiều khi mua cái lon luôn coi vậy. Thì anh vậy mua cái lon đây, không sợ á. Rồi thì sau khi mà vô 6 cái lò xo nồi cô Di á, thì giờ mình sẽ đi vô cam độ nha. Mình tháo này ra, mình gắn cam độ vô đây nha. Rồi tháo nhả ốc cò, lấy cốt cam ra. Rồi rồi thì mình sẽ vô gắn cái cam độ vô cho anh em coi ha. Cam độ thì nó sẽ cao hơn cái cam Vin là 5 gem thôi. Cái gói cam nó cao hơn 5 gem. Rồi gắn cam độ thì không ảnh hưởng gì tới cái độ kêu của máy hết. Sẵn mình thay hai cái bài đạn cam nha anh em. Cái đó sẽ chú là cái đó không? Cái màu thôi. Cái gì thôi. Rồi, 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 r
Đấy, chưa có lấy cái chạy chạy đó chạy con rồi. Sau khi mà mình lấy cốt cam này ra thì mình sẽ đổi chó cam qua thì cốt cam độ ha. Thì cái cốt cam độ là nó cao hơn cốt cam Vin 5GM rồi ha, cao hơn 5GM. Bây giờ là mình đổi Acro được không? Nó không có chó cam với Acro, không có chó cam với Acro cho nên là mình phải đổi qua nè. Rồi thay hai cái bạc đạn cam nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đóng ra để mình lấy chó cam để mình thay qua cái cốt cam độ nha. Rồi thì sau khi là thay cái đạn cam vô rồi nè, thấy không? Thay đạn cam vô cái cam độ rồi nè, thì mình phải lấy cái Acro này qua nha. Rồi bên đây là cam này không có chó cam với Acro. Rồi như vậy là mình đưa qua thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ép Acro vô nha anh em. Rồi. Thấy gạt rồi, bấm mày bấm sao cho thấy. Kỹ lắm. Không tạm ngưng. Thôi chứ cũng máy gì đâu quá trời. Tôi có thấy bò thách quen quá, quen rồi phải cái gì không xe chưa xong. Nó cũng lắm nha, tao bị đẩy bom nổ bánh xe. Bị máy chiếc rồi đó. Mày nó làm. Rồi sau khi mà mình vô được cái Acro này rồi, mình siết ép vô rồi thì mình sẽ thay bà đạn cam rồi nè. Thì bây giờ là mình sẽ vô cam lại rồi canh cam chỉnh cò rồi lại ha. Khỏi canh cam, nãy giờ có tháo đâu canh nhá. Chưa lấy gì lấy đó thôi. Vô cam. Lấy cái đó. Chạy ngon lắm á, cái này nếu mà sổ ra cỡ 54 thôi mà. Mốt chảo cái này chạy thôi đi chơi. Chạy ngon hơn đây mà. Mà có cái tiêu vậy đi bạn. Chạy sao chào qua sao lại thôi. Dạ chạy ngon. Chạy dính mấy dính này cây vậy đó.
chưa tốt cả. Để tới mai cũng lại nữa. Đừng đừng cảm liền, cảm liền bắt trong đó, lấy xuống nhau. Dạ. Đường hai đi ơi. Cái chốt, khỏi quen. Má tập thiệt á. Chạy ngon luôn nãy giờ luôn, chạy tới cái cầu luôn quay lại không bị gì. Không chắc nó đó. Nó giận nó, mình xiết cho nó bị thở cái gì điện ra. Má vậy mà cũng khó à. Vô đang bị ở trên trước không có đủ lơ cái này. Rồi xe này là thai sinh bầu, thai sinh bầu với thằng bạn cam của mình chạy tới giờ của mẹ rồi đó, sinh bầu đây nó có gì sao nó mấy sợi. Rồi sau khi mà vô cam chỉnh cò thì cò này là nó phải có cái cò lăn, cho nên là cái con lăn nó phải dây quay dễ dàng, thì anh em chỉnh hơi nới hơn rim quay một chút nha. Nếu mà anh em chỉnh mà nó đội cò là nó không im là nó không có gan thi đâu anh em. Rồi cái này là thai sinh bầu với thằng cam của mình là cả năm rồi nè, chạy nói chung là cũng còn ổn anh em, không gì hết ha. Giờ mình chỉnh cò lại rồi đó, bây giờ là mình sẽ thay hai cái nắp xin nắp cò nè, với lại thay xin nắp tròn tại vì xì nhớt quá nè anh em. Rồi, rồi như vậy đi, là mình vô lại cho anh em coi ha. Rồi khi mà gắn cam độ nè, với lại thay lò xo nồi độ cu chi là thấy xe làm sao anh? Thấy xe vô số nhẹ hơn. Rồi. Nhẹ hơn cái bài mà ba cứng ba mềm, cái lò xo ba cứng ba mềm á. Rồi với... 6 cái lò xo cu chi thấy vô số nhẹ hơn. Là anh em vô 6 cái lò xo đó, là số 2 anh em qua số 3 nó không có bị hóc nha, nó không có bị dướng á. Cái chớn nó hơi nặng hơn chút, nó lướt qua luôn.
Rồi với lại cam độ là đang số 4 mà muốn dứt qua xe khác là sao anh chạy một mình á, anh có cảm giác mạnh hơn. Nó sẽ mạnh hơn là cái cam zin của mình đó. À, có nghĩa là đang chạy á, theo mình cảm giác rồi đang chạy cỡ 40 phải không anh em, mà thấy xe đồ xe mà xe tải hoặc xe hàng đang chạy trên trước thì mình có thể là nhích ga mình khỏi trả số luôn ra, nếu mà chạy một mình. Rồi vậy đi. Rồi đó. Rồi như vậy là khi mình cài đặt lại là xe chạy số 4 nhích ga rất là nhẹ nha anh em. Thì rồi sau nồi á là mình khai như vậy là 200 nha anh em. Rồi sau nồi 200. Cam là 750 nha. Ta cam mặt nạ cam luôn là 750 nữa. Ok, chạy rất là ngon nha anh em. Nhích ga là lên nè. Rồi như vậy là xe chạy quá hợp lý nè. Rồi nha, mình thay cốt cam này với lại bạn đạn cam luôn á, cam độ mà cao hơn 5 kia này là 750 là luôn luôn bạn đạn cam. Nếu mà đi bóng tay bạn đạn cam thì trừ ra 200 đó. Rồi là sau nồi công cán luôn là 200, là công cán mở nồi luôn á, rách ron thì mấy chục nó đem là tính anh em nha, không rách thì thôi. Được. Rồi mình kết thúc video đây nha, xe chạy rất là ngon nha.